kinh văn nhược tác thánh giải tác hữu nhất phần đại ngã mạng ma nhập kỳ tâm phủ bất lễ tháp miếu tồi hủy kinh tượng bị đàn việt ngôn từ thị toàn đồng hoặc thị thổ mộc kinh thị thụ diệp hoặc thị chiên hoa, nhục thân chân thường, bất tự cung kính, khước dùng thổ mộc, thật vi điên đảo, kỳ thâm tín giả, tòng kỳ hủy toái, mai khí địa trung, nghi ngộ chúng sanh, nhập vô gián ngục, thất ư tránh thọ, đương tòng luân trụy. Việt dịch, nếu hành giả nhận là chứng thánh, thì có loại ma đạn ngã mạng nhập vào tâm phủ, không lễ chùa tháp, phá hủy kinh tượng. Nói với đàn Việt rằng tượng chỉ là đồng hoặc là gỗ đất, kinh chỉ là lá hoặc là giấy lụa, thân xác thịt là chân thường mà không quý trọng, lại sùng bái gỗ đất thật là điên đảo những kẻ đã quá tin theo lời đập phá kinh tượng hoặc chôn trong đất do gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sanh nên sẽ đoạn vào vô gián địa ngục thiếu mất chánh định sẽ bị đoạn lạc giảng nếu hành giả nhận là chứng thánh nếu như ông cho rằng đây là cảnh giới tốt thì có loài ma đại ngã mạn sẽ nhập vào tâm phủ chiếm đoạt thân xác ông không lễ chùa tháp nó không lại Phật hay tháp, cũng chẳng lại Phật khi vào trong chùa, phá hủy kinh tượng, nó sẽ đốt kinh, đập phá tượng Phật, đốt kinh hủy tượng là những chướng nạn dẫn đến địa ngục, nhưng nó lại nói những thứ này đều là thứ giả. Nói với đàn Việt, nó có những đệ tử thân tín, và nó bảo với đệ tử như vậy, đàn đà na nghĩa là bố thí việt pati nghĩa là vượt qua nên trong phật giáo những người cúng dường tam bảo được gọi là đàn việt mà cũng có những kẻ đàn việt và đệ tử riêng Ma nói với những người này rằng tượng chỉ là vàng đồng đất gỗ kinh chỉ là lá giấy lụa tượng phật thì được làm bằng vàng đồng hoặc được nhồi bằng đất hoặc tạc bằng gỗ. Kinh thì được viết trên lá hay trên vải lụa có gì đáng giá để thờ phụng. Sao các ông lại lạy các vật đó? Đó chỉ là những vật không có ý thức. Thân xác thịt này là chân thực. Cái thân thịt của tôi là có thực vĩnh cửu mà không quý trọng. Ông không quý trọng thân tôi đây, lại đi sùng bái gỗ đất ông thích lại gỗ đất hơn thì có được ích lợi gì có ích lợi gì khi lễ lạy những ngẫu tượng ấy tốt hơn là các ông nên lễ lại tôi hơn là những vị ấy. Thật là hoàn toàn điên đảo, ông lại những ngẫu tượng ấy, nhưng nó chỉ là những mảnh gỗ, nó đâu có chi giác, ông thật là điên rồ khi lại chúng. Những kẻ đã quá tin vào ma, những người đã tin sâu vào ma sẽ theo lời nó, đập phá tượng Phật, đốt kinh và chôn sạch dưới đất. Qua hành vi này do gây nghi ngờ và lầm lạc cho chúng sanh, khiến họ không tin vào Phật Pháp thay vào đó lại nghi ngờ hoang mang. Nó gây nghi ngờ cho chúng sanh, như vậy nên nó nhất định sẽ đọa vào vô gián địa ngục, khi thiếu tránh định sẽ bị đọa lạc.